vô vô đúng không? Wow, hay. Wow. Hello, chào mọi người đến với đời sống dân quê nha. Nay hai vợ chồng mình đã đi giăng lưới nha mọi người. Giăng bữa nay là giăng ở bên bờ Chia nha. Chỗ này cá ục nhiều mọi người. Ây da, đi bắt cá chặt nha. Ồ, cá nó ục quá trời ục nè anh. Có cái bọ cá sặc đây nữa nè Phước. Rồi, cái bọ cá sặc hết cái bự luôn nè. Quá chừng luôn. À, xuống xong cái màu đỏ đỏ, cái cây xanh xanh. Hai dân có gù đồng hổm trong cái mương, xài cá gù đồng quá trời. Nó hổm thịt cá gù đồng thôi tiêu cái ăn hết cái nách luôn rồi mọi người. Có cá là văng xíu rồi dính giật phao liền luôn. Kết thúc rồi, bữa nay ngâm nha, đợi nửa tiếng rồi lại mình cuốn ăn cái cá nhiều á. Ngâm đây chừng nửa tiếng nha mọi người, xong cái mình quay lại mình cuốn lưới cũng nửa tiếng rồi nha mọi người. Chồng mình đập cho mấy cái rồi bắt đầu cuốn nha, là cuốn lưới nè. Lấm gì vậy? À. Wow. Ê. Đã nha, đã nha. Vô mánh nha mọi người ơi. Thơm. Wow. Thơm nha. Quá đỉnh, quá đỉnh. Đem mấy cây về, cái thao bự là đúng rồi đó. Quá đỉnh, quá đỉnh. Ừ. Quá đã rồi, nhóc qua chân luôn. Có sặc đẹp nữa nha. Con cá thật đều quá trời bự luôn à. Wow. Mày gọi. Hoành kỳ. Ôi im. Quá rồi, quá đã rồi. Thấy nó im ghê. Không có. Có không tưởng. Tưởng không có. Mà có không tưởng luôn. Quá chừng rồi. Đã nha. Này gần Tết rồi mọi người. Làm khô cũng ngon lắm. Ô cá sặc nha mọi người. Cá này làm khô thì nhức cái nách luôn. Khô Tết là bia lay gai là ngon luôn nha. Cá này nó hơi nhỏ ha, nó không bự. Có mấy sặc đẹp bự nè. Rồi nguyên một dàn trà luôn. Ui có nột kìa. Nó khôn ha. Nó dính, nó dính cụm nữa. Rồi dính cái trà hết cái bự luôn. Thôi mọi người ơi, trời ơi, dính được có khúc đầu ngon quá trời.
cũng được nửa ký rồi nha mọi người. Nguyên khúc sao không có gì chứ. Nửa ký cá à, chứ mộm nữa mà. Để mình lên trên đây mình kiếm chỗ mình ăn nữa nè mọi người. Được nhiều nè. Để mình lên trên đây cái kiếm chỗ mình ăn. Miếng nè. Rồi chỗ này nha mọi người ơi. Quá trời ốc luôn này nè. Trống nữa nè anh. Đây thẻ anh tổ nãy. Nãy quá trời. Hay tiếp tục dăng chỗ này nha mọi người. À, hơi có gông mà cá ốc quá. Gông như nằm cái tay lưới ở trên mình kiếm cá là thấy liền. Trời ơi, ơi đằng kia ụt ra. Trời ơi thấy mê không. Đó. Đó. Đâu? Nè. Wow. Quá cưng quá cưng. Đã chưa. Ôi ụt kìa đâu. Dính không dính không. Rồi chạy lạc vô lưới là dính liền. Đợi xíu mọi người. Wow, dính rồi đó, dính rồi đó. Mấy cuốn này em thấy dính rồi đó. Anh này dính nhiều lắm. Tay đó. Đó. Mỗi tay luôn nè, gỡ mỗi tay luôn nè. Gỡ mỗi tay thì cũng. Đó. Tại tay này nó nằm trên mặt nước. Nằm trên gông dính cá mình thấy. Đã. Tôm, đó. Tôm quá trời bự rồi. Tôm càng cay. Ôi dính rồi kìa. Mê chưa. Quá trời bự. Hai con bọn mày cũng bọn mày nha. Quá đã luôn nè. Ừ. Cá thấy ngon con bự bự thôi. Rồi cái khúc này, khúc này là ụt nhiều nhất là bởi vì dính quá trời.
lại mình cuốn liền á. Cái này ngâm lại mình chín dữ nữa. Mình cuốn liền nên có cá sống nha mọi người. Này để như cái tay đầu tiên chắc là nhiều lắm ha anh. Này để như tay đầu tiên này dính. Chắc dữ lắm luôn á. Dính ơi. Kết thúc. Wow. Hai tay mà được nhiêu cá này mọi người. Đây mình giăng hai tay lưới mà được nhiêu cá nè. Quá đã luôn. Ui. Cũng bộn ngàn cả ký á. Ôi cá là gì làm khô nha. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người những video sau nha. Xin chào, bye bye.